Chào anh em nha. Bữa nay cập nhật hướng dương 90 ngày. Đây là hướng dương tháp nha. Anh em, nhiều anh em tới thời điểm này vẫn chưa biết hướng dương tháp là sao. Hướng dương tháp á, có nghĩa là ngoài cái bông nó ở trên cái ngọn ra, trên cái đỉnh ra, nó còn có rất là nhiều bông. Và bông đó nó cứ mỗi một cái nách lá nó sẽ xuất hiện một cái nhánh. Và mỗi một cái nhánh á, là nó sẽ có một cái nụ ở trong này. Và những cái nào mà nhánh ở dưới á, thì nó phát triển ra dài hơn. Những nhánh nào ở trên thì nó phát triển ra ngắn hơn. Nó tạo theo một cái hình tháp giống như là cây Noel vậy đó, cây thông Noel. Là khi mà Tết nó nở, cái bông cái ra bắt đầu nó nở xuống. Rất là đẹp anh em. Tuy nhiên là cái hướng dương tháp này nó sẽ khó trồng hơn cái hướng dương một bông rất là nhiều. Và thường thường các cái khâu chết in á, mình thấy họ chỉ trồng cái loại mà một bông ở trên đầu thôi. Mình không hiểu lý do vì sao mà họ không trồng hướng dương tháp cho nó đẹp lung linh luôn, mà họ trồng một bông ở trên đầu. Thì cái này mình cũng chưa hiểu lắm. Nếu anh em nào hiểu thì comment. Đây, thì hiện tại là anh em thấy không? Nụ cỡ này. Nếu mà nụ cỡ này thì nó hơi trễ này nghe anh em. Năm nay mùng 8 mà nụ giờ là hơi trễ. Ít ra là cái nụ nó cũng phải đặt tầm này anh em. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giờ thời điểm này á, mình nhận thấy á, cây hướng dương nào nó cũng có nụ. Tuy nhiên á, nụ to nụ nhỏ. Chứ không phải là cái nào mà nụ to có nghĩa là sao? Có nghĩa là cuối tháng 11 á là nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng là ôm nụ. Và đầu tháng chạp á là phải nhìn thấy cái nụ. Cả mùng 1, mùng 2 là mình nhìn trên đỉnh đầu xuống là mình phải thấy cái nụ anh em. Nếu mà mùng 1, mùng 2 mà mình nhìn trên đỉnh đầu mình nhìn xuống mà mình không thấy cái nụ là nguy cơ. Còn bữa nay nó tận tới mùng 8 rồi, 8 ngày rồi mà xuất hiện cái nụ á, mới xuất hiện cái nụ có nghĩa là nó sẽ trễ. Như cái nụ đây là vừa nè anh em, nụ đây là vừa. Nụ này cũng vừa luôn. Ví dụ như cái nụ đây nè anh em nè. Đó, ví dụ như đây anh em vẫn thấy nó có nụ đúng không? Chứ nó đâu phải là không thấy đâu. Nhưng mà cái nụ đây là nụ trễ nè anh em, nụ trễ. Thì mình nói đối với ở cái đất miền Trung của mình, cụ thể là ở quê mình. Chứ còn ví dụ như những anh em ở miền ngoài đi, thì thời tiết nó lạnh hơn thì chắc chắn là anh em nó phải cái nụ nó muốn kịp Tết nó phải to hơn. Đúng không? Còn đối với những anh em ở miền Nam á, thì những cái nụ nhỏ là được rồi. Tại vì ở trong đó là khí hậu nó ôn hòa, nó nắng nóng bên năm. Nó không có nửa nạt nửa mỡ lạnh lạnh như ở quê mình. Do vậy mà thật sự là trồng hoa Tết ở miền Trung mình á, nó khó lắm. Nó phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Cực kỳ nhiều luôn anh em, phụ thuộc ghê gớm lắm. Thà nó nha, mình nói thà nó lạnh lạnh luôn đi cho nó khỏe, dễ canh ha. Thà nó nóng nóng luôn, nó cũng rất là khỏe, dễ chăm. Cái hồi nó, ở miền Trung mình cái hồi thì nó nóng, cái hồi nó lạnh, không biết đâu mà lần. Mình quay cho anh em xem cái này nè. Là lúc trước mình có nói với anh em rồi, nhưng mà mình bữa nay là anh em nhìn kỹ này nè. Lúc trước á là cái trận mưa đó, cái trận mưa mà nó kéo dài là nửa tháng á, là toàn bộ là lá ở cái tầng này nè, rồi nó hư hết. Lá ở cái tầng này nó hư hết anh em. Thì bây giờ khi mà nó hư như vậy á, thì mình cắt mình bỏ cái phần hư đó đi, đúng không? Mình cắt mình bỏ phần hư đó đi. Nè, mình cắt bỏ phần hư đó đi. Thì anh em thấy là bây giờ nè, nó vẫn xanh đen bình thường trở lại. Tuy nhiên cái lá nó sẽ không còn hình thù ban đầu nữa anh em. Lá nó không còn hình thù ban đầu nữa, nhưng mà nó vẫn đẹp, đúng không anh em? Vẫn đẹp nha. Thì lúc trước mình có làm cái video mà nói với anh em rồi, nếu anh em ấy anh em cắt bỏ đi. Đó, ví dụ như vậy nè, nó bị hư cái mép ngoài nè, rồi cắt mép ngoài nó còn mép trong. Nhìn xa xa, nếu mà nhìn kỹ thì mới phát hiện ra, chứ còn anh em có chuyên môn á, gọi là anh em trồng hoa thì nhìn phát hiện ra là như vậy, chứ còn người đi mua hoa thì mình nghĩ chẳng ai biết là anh em. Hợp lý không? Rất là hợp lý nha. Rồi sao nữa? Ví dụ như có những cái lá mà nó ở dưới này đi, những cái lá nó ở dưới này thì sau này những cái nhánh ở trong này nè, những cái nhánh ở trong này nó thò ra đây,
Thì thật sự thì những cái lá này có cũng được, không có cũng không sao nè. Nghiêm túc luôn, nghiêm túc. Có nghĩa là đây nè, nó thò ra đây á, thì những cái lá này có cũng được, không có cũng không sao. Ví dụ như những cái lá này mà nó hư ha, anh em có thể bấm bỏ cũng được. Đó, vậy vậy lời ngắn ngủi chia sẻ cho anh em. Giờ mình đi vòng vòng đây qua bên kia tí xíu là mình quay chung chung để anh em có thể xem. Và ví dụ như thấy cái nụ của mình nó cỡ nào, nó kịp Tết hay không hay là sớm. Như cái nụ đài cũng là hơi trễ này nha anh em, nụ đài này cũng hơi trễ đó, chứ không phải đúng Tết đâu. Như cái thằng này là quá ngon nè, nó quá ngon anh em. Ngon là sao? Bởi vì khi để mình nói cho anh em nghe, khi mà cái cây hướng dương nó nở, ví dụ như cỡ 23 nó nở đi, 23 nó nở thì khoảng tới 29 30 á là nó rộ hoa lên, nó rộ hoa. Thì cái cây hướng dương nó rất là đẹp. Nhưng mà ví dụ anh em cho nó cỡ 27 nó nở đi thì vô hình chung là một cái cây hướng dương nó rất là lung linh, nhưng mà nó có mỗi có một cái hoa trên đầu thôi. Thì có mỗi cái hoa trên đầu thì rõ ràng là nó sẽ không đẹp bằng một cây hướng dương mà hoa nó nở rộ từ trên xuống dưới. Đó, mình đang nói trễ là ở cái chỗ chỗ đó nha anh em, chứ không phải anh em nói là ô tôi trồng tới Tết nó vẫn có hoa. Đúng, nó vẫn có hoa, nhưng mà cái độ nó lung linh thì nó không có lung linh được. Đây, à, nãy giờ mình chưa có giới thiệu cho anh em là xem cái chiều cao hiện tại là nó bao nhiêu. Cái chiều cao hiện tại của nó là nó rơi vào tầm khoảng cỡ, giả sử như chậu này đi, khoảng cỡ 1,3 m, gần 1,4 m rồi. Như chậu này nè, cao gần bằng 1,4 m. Thì anh em thấy là hiện tại là bây giờ còn một nùi lá trong này nè. Anh em thấy không? Một nùi lá trong này nè. Thì cứ một một cái lá đi, một cái đúc nó cách khoảng cỡ chừng 1 cm đi, đúng không? 1 cm từ đây, từ đoạn này nè, 1 cm đi. Thì anh em thấy là một nùi lá đây này là anh em biết là nó cao tầm cỡ nào rồi, đúng không? Ở trong này mình đếm chắc phải cỡ gần 20 lá. Gần 20 lá thì nó cao ít nhất cũng phải là hơn 20 cm nữa anh em. À, tình hình là hướng dương là như vậy nha anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh mình đó, thì nhớ đăng ký kênh mình nha. Kênh mình có rất rất là nhiều cái hấp dẫn để cho anh em thưởng thức, theo dõi cực kỳ luôn. Cái này là mới ok nha anh em. Đó, cái đó mới ok đó. Thôi, giờ mình cũng kết thúc cái video này nha. Chủ yếu là cập nhật tình hình cho anh em xem. Rồi, giờ chào tạm biệt anh em nha.